Sáng nay tại tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tổng tham mưu đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chỉ thị 105 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tăng cường học tập ngoại ngữ cho cán bộ công chức viên chức trong toàn quân giai đoạn 2019-2030. Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng dự và chỉ đạo hội nghị. Nhằm tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, tháng 5 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành chỉ thị 105 yêu cầu các đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, đảm bảo cán bộ, quân nhân đủ trình độ ngoại ngữ phục vụ nhiệm vụ đối ngoại quân sự, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại. Đây tiếp tục là cơ sở để các đơn vị trong toàn quân nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới khi công tác đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh. Trước đó, Nghị quyết số 109 của Quân ủy Trung ương về phát triển đội ngũ cán bộ trong quân đội cũng chỉ rõ, đến năm 2030, phấn đấu từ 20 đến 30% cán bộ quân đội, nhất là cán bộ cấp chiến dịch chiến lược, đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Trong chiều nay, Trung tướng Ngô Minh Tiến dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Tổng tham mưu đã đến thăm và làm việc tại Học viện Hải quân. Trung tướng Ngô Minh Tiến ghi nhận biểu dương những kết quả Học viện Hải quân đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu thời gian tới, Học viện Hải quân cần tiếp tục khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại trong công tác xây dựng chính quy, quản lý, kỷ luật, tích cực đổi mới chương trình nội dung đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nhất là những chuyên ngành mới, tập trung rèn luyện bản lĩnh chính trị, trang bị kiến thức pháp luật, kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao trình độ ngoại ngữ, khả năng làm chủ các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện hiện đại cho cán bộ, học viên.